Các nguyên nhân có thể bạn đã bỏ qua khiến viêm da dị ứng nặng hơn. Bệnh tràm cơ địa. Viêm da dị ứng là dạng bệnh tràm phổ biến nhất, một tình trạng khiến da bị ngứa, khô và nứt nẻ. Nguyên nhân của bệnh tràm cơ địa. Nguyên nhân chính xác của bệnh tràm thể tạng vẫn chưa được biết rõ, nhưng rõ ràng nó không phải là do một điều duy nhất. Bệnh tràm cơ địa thường xuất hiện ở những người hay bị dị ứng. Atopic có nghĩa là nhạy cảm với các chất gây dị ứng. Nó có thể xảy ra trong gia đình và thường phát triển cùng với các bệnh khác, chẳng hạn như hen suyễn và sốt cỏ khô. Các triệu chứng của bệnh tràm cơ địa thường có một số tác nhân nhất định như xà phòng, chất tẩy rửa, căng thẳng và thời tiết. Đôi khi dị ứng thực phẩm có thể đóng một vai trò nào đó, đặc biệt là ở trẻ nhỏ bị tràm nặng. Bạn có thể được yêu cầu ghi nhật ký thực phẩm để cố gắng xác định xem một loại thực phẩm cụ thể có làm cho các triệu chứng của bạn tồi tệ hơn hay không. Các xét nghiệm dị ứng thường không cần thiết, mặc dù đôi khi chúng hữu ích trong việc xác định liệu dị ứng thực phẩm có thể gây ra các triệu chứng hay không. Các triệu chứng, các dấu hiệu và triệu chứng của viêm da dị ứng, eczema bao gồm màu đỏ đến nâu, xám màu nơi bệnh lui, ngứa, có thể nghiêm trọng, đặc biệt là vào ban đêm, nhỏ, da gà lớn lên, có thể rỉ chất lỏng khi chảy xước, dày, nứt hoặc có vảy da. Mặc dù vị trí có thể xảy ra bất cứ nơi nào, nó xuất hiện thường xuyên nhất trên bàn tay và bàn chân, ở mặt trước của cổ khuỷu, phía sau đầu gối và trên mắt cá chân, cổ tay, mặt, cổ và ngực. Viêm da dị ứng cũng có thể ảnh hưởng đến da quanh mắt, bao gồm cả mí mắt, gãi có thể gây tấy đỏ và sưng quanh mắt. Đôi khi, cọ sát hoặc gãi trong lĩnh vực này gây loang lổ lông mày và lông mi. Viêm da dị ứng thường bắt đầu ở trẻ em trước tuổi 5 và có thể kéo dài vào tuổi trưởng thành. Đối với một số, nó phát định kỳ và sau đó sẽ giảm trong một thời gian, thậm chí lên đến vài năm. Ngứa có thể là nghiêm trọng và làm phát ban xây sát có thể làm cho nó thậm chí rất ngứa. Phá vỡ chu trình ngứa này, gãi có thể là thử thách. Những yếu tố làm viêm da dị ứng xấu đi. Hầu hết những người bị viêm da dị ứng cũng có vi khuẩn tụ cầu đang phát triển trên da. Vi khuẩn tụ cầu khuẩn nhân lên và có thể làm xấu đi các triệu chứng, tăng mức độ nghiêm trọng của bệnh. Các yếu tố khác có thể làm xấu đi các dấu hiệu và triệu chứng của viêm da dị ứng bao gồm tắm nóng hoặc tắm vòi sen dài, da khô, stress, đổ mồ hôi, thay đổi nhiệt độ thất thường, độ ẩm thấp, dung môi, chất tẩy rửa, xà phòng, lông cừu hoặc vải nhân tạo hoặc quần áo, cát bụi, khói thuốc lá, một số loại thực phẩm như trứng, sữa, cá, đậu nành hay lúa mì, thuốc và các phương pháp điều trị khác. Tùy theo mức độ bệnh tràm của trẻ mà nhân viên y tế có thể kê một hoặc nhiều loại thuốc. COGTCOSTEROID tại chỗ, corticosteroid tại chỗ là thuốc mỡ hoặc kem steroid bôi lên bề mặt da. Steroid rất hiệu quả trong việc giảm viêm da. Tình trạng viêm có thể khiến da mẩn đỏ, nổi cục và ngứa. Điều trị viêm có thể làm giảm các triệu chứng ngứa, do đó làm giảm tần suất trẻ gãi vào vùng bị ảnh hưởng. Corticosteroid có thể mạnh hoặc yếu. Loại thuốc corticosteroid nào bạn cần sử dụng tùy thuộc vào vị trí và mức độ nghiêm trọng của tình trạng viêm. Ví dụ, corticosteroid cần thiết để điều trị viêm da mặt có thể yếu hơn so với steroid được sử dụng để điều trị viêm cơ thể. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ giải thích loại corticosteroid nào hiệu quả nhất cho con bạn. Bạn nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ để đảm bảo thuốc bôi có chứa corticoid phát huy tác dụng tốt nhất, giúp kiểm soát tình trạng viêm nhiễm của trẻ tốt hơn. Miễn là chúng được sử dụng đúng cách, steroid tại chỗ về cơ bản sẽ không có tác dụng phụ. Nếu bạn vẫn còn lo lắng về những loại thuốc này, vui lòng tham khảo ý kiến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Chất ức chế CALCINUZIN cục bộ. Chất ức chế casein tại chỗ giúp điều hòa hệ thống miễn dịch của da và được bôi trực tiếp lên vùng da bị bệnh khi sử dụng. Các thương hiệu của chất ức chế casein tại chỗ là Zotopic và Elize. Những loại thuốc này thường được sử dụng để trẻ em không thể dung nạp steroid bên ngoài. Trẻ em có tình trạng tràm không thuyên giảm sau khi sử dụng steroid tại chỗ. Thuốc kháng histamine. Thuốc kháng histamine có thể được sử dụng cùng với thuốc mỡ bôi ngoài da để giúp giảm ngứa da do bệnh tràm. Thuốc kháng histamine không có hiệu quả đối với tất cả các bệnh nhân. Thuốc kháng histamine bôi tại chỗ có thể gây kích ứng da. Vì vậy thuốc kháng histamine được uống là lý tưởng hơn cả. Một số loại thuốc kháng histamine có thể gây buồn ngủ hoặc buồn ngủ. Điều này có thể giúp trẻ khó ngủ vào ban đêm do ngứa da. Nếu con bạn cần dùng thuốc kháng histamine trong ngày, nhân viên y tế sẽ thảo luận với bạn về các lựa chọn khả thi khác nhau. Thuốc chống nhiễm trùng. Những người bị bệnh tràm có nhiều khả năng bị nhiễm trùng hơn. Việc rãy da sẽ phá hủy hàng rào cách ly này, khiến vi khuẩn trên da dễ dàng xâm nhập vào cơ thể và gây nhiễm trùng. Virus hoặc nấm cũng có thể đi qua hàng rào da, mặc dù những trường hợp như vậy ít phổ biến hơn. Nhiễm trùng da có thể làm trầm trọng thêm bệnh tràm. Thuốc chống nhiễm trùng được sử dụng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn, kháng sinh, virus, thuốc kháng virus và nấm, thuốc chống nấm. Việc sử dụng các loại thuốc chống nhiễm trùng có thể điều trị nhiễm trùng và ngăn ngừa các biến chứng. Nếu trẻ cần dùng thuốc chống nhiễm trùng, nhân viên y tế sẽ kê đơn. Chuẩn bị nhựa than đá.
Nhựa than thô có thể được sử dụng để điều trị viêm và ngừa da, đồng thời có tác dụng làm dịu. Nhiều thành phần trong các chế phẩm như vậy chưa được xác nhận, nhưng bản thân các chế phẩm này dường như có hiệu quả. Nhiều bệnh nhân tránh dùng liệu pháp này vì chế phẩm từ nhựa than rất lộn xộn và có mùi hơi khó chịu. Quá trình điều trị có thể rất lâu và không tiện sử dụng. Liệu pháp thảo dược và liệu pháp thay thế. Liệu pháp thảo dược và các liệu pháp thay thế có thể được sử dụng. Các loại thảo mộc và thực phẩm chức năng, vitamin, sản phẩm không kê đơn. Các sản phẩm này chưa được chứng minh là có thể giúp điều trị bệnh tràm. Nếu con bạn đang nhận bất kỳ liệu pháp thay thế nào hoặc dùng bất kỳ chất bổ sung nào, vui lòng thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé.